Bitcoin ở thời điểm hiện tại thì đang sideways khá là chán đúng không anh em? Sau một cái khoảng thời gian mà tăng trưởng từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 1 thì bắt đầu trong một tháng trở lại đây thì chúng ta thấy là thị trường nó bắt đầu có cái nhịp điều chỉnh cũng như là Bitcoin bắt đầu có sự sideways. Chính cái điều đó thì nó cũng làm cho thị trường khá là nhàm chán, đặc biệt là đối với lại những anh em trader. Nếu ở trong cái khoản này mà anh em chơi thì gần như là 99% là anh em sẽ mất tiền thôi đúng không? Bởi vì là chúng ta nhìn thấy nếu mà chúng ta chơi Bitcoin thì gần như là nó cũng chỉ đứng im, không có nhiều cái sự lên xuống lắm. Và đối với altcoin thì đa số ở trong cái thời gian vừa rồi thì chúng ta thấy là altcoin nó cũng đã bị chảy máu khá là nhiều. Tuy nhiên thì chúng ta biết ở mỗi một cái giai đoạn mà tăng trưởng thì sau đó nó là những cái nhịp sideways, nó là những cái nhịp điều chỉnh là cái điều tất yếu. Cái này thì không thể tránh khỏi được trong kể cả cái chu kỳ tăng trưởng đúng không? Vậy thì ở mỗi cái thời điểm sideways và tích lũy như ở thời điểm hiện tại thì nó cũng là những cái cơ hội để giúp cho chúng ta có những cái vị thế mua những cái đồng coin tốt hơn. Đặc biệt đó là với những cái bạn nào mà đang cầm full USDT thì ở những cái thời điểm này là những cái thời điểm mà các bạn đang cảm thấy rất là thích. Có rất là nhiều những cái đồng coin mà nó cũng đã về những cái vị thế khá là đẹp cũng như là giá khá là thấp so với lại ở cái thời điểm tháng 8, tháng 9. Mình lấy ví dụ như là Hook đúng không? Ví dụ như chúng ta nhìn vào Hook ở đây thì đáy của nó rơi vào tầm khoảng 0,065 gì đó. Thì với Hook này ở trong thời gian trước thì chúng ta thấy đáy nó rơi vào khoảng độ là 0,65 đến 0,7. Thì ở thời điểm hiện tại giá nó 0,8 thì nó cũng sát với cái thời điểm đáy ở trong cái thời gian trước. Hay là ví dụ như là HFT thì chúng ta thấy là gần như là nó cũng không có cái sự tăng trưởng ở trong cái thời gian vừa rồi. Đó thì chúng ta thấy là có rất là nhiều những cái đồng coin mà nó cũng đã về những cái mức giá tốt, về những cái vị thế đẹp hơn. Hay là ví dụ như là đồng Capper ở đây là những cái đồng mà ở trong cái mùa cuối mùa trước, sau đó thì nó cũng đến cái mùa downtrend rồi nó sideways và tích lũy khá là dài. Và chúng ta biết đó là cái dự án này thì nó về đáy đâu đó khoảng 0,025. Thì hiện tại ví dụ như là nó về khoảng 0,035 như ở thời điểm hiện tại thì nó cũng cách cái khoảng đáy không quá xa đúng không? Nếu như sau này đến cái mùa uptrend chúng ta nhìn lại á, với những cái dự án mà ở trong downtrend nó vẫn còn hoạt động và nó vẫn đang làm ấy, thì đến mùa uptrend thì chúng ta nhìn lại ở những cái chỗ này nó là những cái khoảng đường thẳng và những cái nến của nó bé xíu thôi. Ví dụ như là Capper này chẳng hạn, giả sử như đến cái mùa uptrend nó quay trở lại, nó tăng trưởng ấy, thì chúng ta sẽ nhìn lại những cái điểm này nó sẽ là vô cùng nhỏ. Ví dụ như là chúng ta nhìn vào cái mô hình của energy ấy, đó thì sau một khoảng thời gian dài nó giảm và nó tích lũy, đến lúc mà nó tăng trưởng ở đây thì chúng ta nhìn lại những cái khoảng thời gian mà nó tích lũy ở dưới này, nó là một đường thẳng, nó rất là nhỏ đúng không? Và ở cái thời điểm hiện tại á, giá của nó đâu đó là 32 đến 40 đô thì chắc chắn là nó cũng không phải là đỉnh ở chu kỳ này, và nó còn có nhiều cái cơ hội tăng trưởng nữa. Thì chúng ta sau này nhìn lại ở những cái vùng này á, thì chúng ta cảm thấy nó nhỏ và nó là một đường thẳng rồi đúng không? Vậy thì quay trở lại với Bitcoin ở thời điểm hiện tại thì khi mà Bitcoin sideways tích lũy như thế này, altcoin mà nó giảm xuống thì không phải là lúc chúng ta buồn mà chúng ta cảm thấy là vui hơn, bởi vì là chúng ta có cái cơ hội để mua giá rẻ hơn, chúng ta lại có thêm thời gian để chúng ta tích lũy thêm coin đúng không? Bởi vì chắc chắn ở thời điểm hiện tại nó không phải là thời điểm mà để cho chúng ta chốt lời, mà chúng ta là những nhà đầu tư, chúng ta xác định hold trong dài hạn ấy, thì là thời điểm chốt lời đó chính là cái mùa uptrend, mùa bull run lớn cho cái mùa tới. Thế nên là ở thời điểm hiện tại thì chúng ta ưu tiên cho cái việc mà chúng ta tích lũy càng nhiều coin càng tốt cho cái mùa tới. Bởi vì là khi mà chúng ta chiến thắng, chúng ta đánh những cái trận đánh lớn ấy, đó là chúng ta set up được cho cái mùa uptrend để cho chúng ta chốt lời ở những cái thời điểm mà khi đó Bitcoin nó trên 100.000 đô thì nó mới mang lại những cái lợi nhuận cao. Sau này khi mà đến mùa uptrend ấy thì chắc chắn là rất là nhiều người mới vào, họ nhìn lại, họ sẽ ước mong là sẽ mua được giá những cái đồng coin ở cái thời điểm mà chúng ta hiện tại bây giờ đang đứng đúng không? Ok, thì đó là cái nhìn về dài hạn. Và cái tiếp theo mà mình muốn chia sẻ với các bạn một chút nữa đó là về cái Bitcoin Dominant. Thì bản thân chúng ta là nhà đầu tư ấy, thì chúng ta quan tâm đến cái chỉ số này khá là nhiều, bởi vì là nó cũng quyết định đến cái việc mà nó có cái mùa altcoin season hay không. Thì ở đây chúng ta thấy là hiện tại bây giờ Bitcoin dominant này nó đang tăng lên một chút so với lại 2-3 tuần nay, đúng không? Thế nên là khi mà Bitcoin nó sideways á, thì altcoin nó có cái sự sụt giảm là như vậy. Còn bản thân mình thì vẫn mong muốn và kỳ vọng cái thời điểm mà chúng ta mua được altcoin giá tốt nhất đó là Bitcoin Dominant nó lên khoảng được 60 đến 63%. Mình không kỳ vọng là nó lên tới hơn 70% như ở chu kỳ trước, nhưng mà nếu mà ở trong cái chu kỳ này mà nó lên tới là hơn 60% thì đó là những cái thời điểm cực kỳ tốt để cho chúng ta mua cái đồng altcoin đó. Bởi vì khi mà Bitcoin Dominant này nó kéo lên cao ấy, thì cái vốn hóa nó dồn vào Bitcoin, thì khi đó nó sẽ xảy ra rất là nhiều những cái khá là ngược ở trong thị trường, đó là Bitcoin và Ethereum nó có thể là tăng trưởng, tuy nhiên thì altcoin nó lại có những cái sự sụt giảm. Thì bản thân mình đang kỳ vọng cái Bitcoin Dom này nó kéo lên những cái khoảng đó để cho chúng ta có những cái cơ hội chúng ta mua những cái đồng altcoin giảm giá nhiều, đúng không? Ví dụ như là khi mà Bitcoin nó giảm giá một chút ấy, rồi Bitcoin Dom nó cao ấy, thì khi mà Bitcoin nó chỉnh nhẹ thôi thì altcoin nó sẽ điều chỉnh rất là mạnh và chúng ta sẽ có nhiều cái điểm đẹp để mua. Thì đó là về cái nhìn lâu dài. Thì bản thân mình thấy thường thường đó là tới những cái thời điểm mà Bitcoin halving và sau halving thì Bitcoin dom nó sẽ kéo lên khá là mạnh để mà hút thanh khoản ấy. Thì mình cũng kỳ vọng có thể là trong mấy thời gian tới thì cái Bitcoin Dominant này nó sẽ tăng trưởng lên, chiếm cái vốn hóa cao như vậy, thì để cho chúng ta có những cái cơ hội mua altcoin giá đẹp hơn. Thế còn đâu là bản thân chúng ta khi mà đầu tư altcoin á, thì với bản thân mình nghĩ đó là ở trong thời gian tới thì các bạn nên ưu tiên những cái đồng coin mới, đặc biệt đó là những cái đồng coin list sàn Binance, cũng như là những cái đồng coin thiên về nền tảng hơn. Chúng ta sẽ dồn vốn hóa mình nhiều hơn vào những cái đồng coin nền tảng như là Layer 1, Layer 2, hay là một số những con làm về Modular Blockchain, rồi Red Staking như ở thời điểm hiện tại nó đang thành trend. Và những cái con đấy là những cái con nền tảng ấy, thì chúng ta thiên hướng đầu tư những cái dự án như vậy. Chúng ta tránh đầu tư những cái dự án low cap hay là những cái dự án nhỏ trong cái thời gian tới. Bởi vì như mình nói, khi mà Bitcoin Dom nó tăng lên cao rồi những cái đồng coin nhỏ ấy nó rất là dễ bị điều chỉnh mạnh. Trong cái đợt vừa rồi, trong mấy ngày vừa qua thì chúng ta thấy cái dự án điển hình đó là Libra, LBL trước đấy mọi người nhắc tới rất là nhiều, thì nó là những cái đồng mà vốn hóa nhỏ, cap của nó đâu đó dưới 10 triệu ấy, thì khi mà nó gặp phút nó chỉnh rất là nhiều, chia 3 chia 4 trong khoảng thời gian ngắn, đúng không? Hay là ví dụ như con memecoin là VKM ấy, là những cái con cap nhỏ, khi mà nó điều chỉnh thì nó rất là dễ chia 2 chia 3. Cái đó thì nó sẽ làm cho tài khoản chúng ta rất là dễ bị nát ở trong cái thời gian tích lũy này, đặc biệt đó là thời gian mà chúng ta chuẩn bị cho mùa uptrend sắp tới. Chúng ta nhìn thấy trong cái thời gian vừa rồi những cái dự án coin nền tảng như kiểu là ALB hay là OP ấy, dù Bitcoin nó có xuống, nó sideways nhưng mà nó chỉnh, nó không chỉnh quá nhiều. Trước đó thì nó cũng tăng trưởng rất là mạnh, đúng không? Thế nên là mình vẫn nói với các bạn rồi, đó là nếu như các bạn không tích lũy Bitcoin, Ethereum thì các bạn có thể là ưu tiên move coin nền ở trong cái thời gian tới các bạn nhé. Những cái coin mà có tính thanh khoản cao, những cái đồng coin mới đó, ví dụ như là chúng ta cũng có thể là để ý mấy con như kiểu Manta hay là con AdLayer, là những cái dự án tốt mà nó mới list lên sàn Binance ấy, thì có được những cái điểm vào tốt thì chúng ta cũng có thể là tích lũy trong mùa tới. Thì đó là những cái dự án mà nó sẽ giảm ít hơn này, cũng như là mang lại những cái giá trị lợi nhuận cao hơn cho các bạn ở sau này. Ok, thì trên đây là cái chia sẻ của mình về thị trường cũng như là về Bitcoin, cũng như là cái kế hoạch ở trong cái thời gian tới như thế nào. Nếu mà các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên cho mình một like cũng như là chia sẻ video của mình đến với những người bạn của bạn đang cần các bạn nhé. Và ở bên đây là cái kênh Twitter của mình. Nếu mà các bạn chưa follow kênh thì hãy follow để được cập nhật những cái thông tin mới nhất trong thị trường cryptocurrency các bạn nhé. Và bên đây là cái kênh YouTube Ngọc Tuyên Crypto của mình. Nếu mà các bạn chưa follow kênh thì hãy follow kênh để được cập nhật những cái video vô cùng có giá trị trong thị trường cryptocurrency. Và video của mình xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúc các bạn đầu tư thành công.